的莫来忘罪，暗杀的满飘暗灰，该流泪多光空山，生泪疼痛满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，ngàn mây những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà. Chúng tôi xin được kính chào quý vị thính giả tại Dallas và Fort Worth, Texas, cũng như quý vị thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý vị thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp qua địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng số điện thoại 425-585-1563, 425-585-1563 và mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng tại Cali, 9 giờ sáng tại Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Bagi và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 14 tháng 10 năm 2017, từ phòng game của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu qua hệ thống Podtalk. Để bắt đầu chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Quốc Duy xin được giới thiệu cùng với quý vị thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh. Dạ vâng, xin được gửi lời chào đến nghệ sĩ Phan Đình Minh ngày hôm nay. Dạ cảm ơn anh. Anh chào tôi có vẻ năng động, vui vẻ quá. Anh khỏe không thưa anh Quốc Duy? Dạ vâng, cảm ơn chú. Ngày hôm nay con rất là khỏe. Chúng ta đang vào cuối tuần thứ ba chớm thu thưa anh Quốc Duy. Dạ vâng, đúng rồi. Không biết có phải là lý do tại sao mà ngày hôm nay chú mặc một cái áo hết sức là vàng. hôm nay hết sức là vàng thì vì mùa thu lá vàng, tôi mặc cái áo vàng cho nó có vẻ mùa thu anh ạ. Dạ vâng. Tuần này ngày hôm qua ngày 13 tháng 10 có việc quan trọng đối với người Công giáo trên toàn cầu cần được nhắc đến, đó là việc Đức Bà áo trắng hiện ra mà chỉ ba trẻ em mục đồng nhìn thấy, sau đó tương truyền là đi kèm với những hiện tượng lạ lùng gọi là vũ điệu mặt trời, được gần 70.000 người hiếu kỳ chứng kiến vào ngày 13 tháng 10 năm 1917. Phép lạ hay ảo ảnh tập thể từ một hiện tượng thiên nhiên? Chắc là không thể ảo ảnh đối với 70.000 người đã được nhìn. Và ngày mai, ngày Chủ nhật 15 tháng 10, Giáo sĩ Đức Mẹ Fatima tại Fort Worth sẽ khánh thành tượng đài kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra. Chúng tôi xin chúc mừng Giáo sĩ Fatima Fort Worth và chúc lành cho những ai đã đóng góp nhân lực và tài lực trong việc xây dựng tượng đài vinh danh mẹ Fatima. Thưa anh, khí hậu Dallas đã thay đổi rõ rệt trong vòng hơn một tháng nay. Trời có mưa nhiều hơn với những cơn gió lạnh thổi về, báo hiệu mùa thu đã sang. Lại một lần nữa, những người như tôi, những người như anh, những người Việt lưu xứ nhìn cảnh mùa thu quê người mà lòng hồi nhớ đến những mùa thu nơi quê hương mình. Khi phải rời bỏ quê hương nơi chôn rau cất rốn đi, chúng tôi không còn tuổi trẻ để mang theo, mà chỉ đem được rất nhiều kỷ niệm thời chinh chiến, ngổn ngang trong trí nhớ những niềm luyến tiếc khôn nguôi. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây hôm nay chắc đã có nhiều mùa thu nỗi sầu, chắc cũng đã có nhiều suối mơ ảm đạm, buồn. Vì biết làm sao níu được thời gian qua đi mà tương lai thì vô định. Từ thành phố Dallas, xứ cao bồi, Texas, đã có lần chị đi ngang qua. Xin gửi lời chào đến nữ nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi. Thưa nữ chị Chi, nghe được tôi ạ? Dạ,
Xin chào anh Phan Quỳnh Minh. Chị khỏe không chị? Dạ cảm ơn anh, tôi khỏe. Hôm qua tôi nói chuyện với chị, tôi vui lắm, chị có biết tại sao không? Dạ, không biết ạ. Có lẽ chúng ta không có sự liên lạc cũng đã lâu mà. Tôi mới bốc điện thoại, nghe tiếng điện thoại phía đầu dây bên kia đã hỏi tôi là, nói với tôi ngay là có phải anh Phan Đình Minh chương trình Cánh Đồng Mây đó hay không? Chị va chạm vào trái tim tôi đấy. Mình vẫn còn nhớ nhau dù rằng xa cách một nửa vòng trái đất. Thế chị hiện tại chị đang ở đâu? Dạ, thêm bên là tôi đang ở Sài Gòn. Đây còn đẹp nữa. Sài Gòn, thành phố Sài Gòn, Hòn Ngọc Viễn Đông, không phải là thành phố xác người. Mùa thu năm nay đến và mùa thu năm trước, có điều gì vui, có điều gì không vui, chị cần nói với tôi không? Dạ, mùa thu năm trước. Mùa thu năm trước tôi đã mất người bạn đời mà tôi yêu quý nhất. Cho nên đó là một năm buồn. Chị muốn nhắc đến giáo sư Vũ Linh phải không thưa chị? Dạ, dạ tôi là thầy giáo Vũ Linh. Anh ấy chưa được phong là giáo sư đâu ạ. Cho khi anh còn sống mà ai gọi anh bằng giáo sư thì anh ấy không bằng lòng. Và có một lần khi mà mọi người viết bài anh ký tên thì về giáo sư thì anh yêu cầu tôi sẽ gọi điện đến là xóa ngay chữ giáo sư đi. Anh bảo chẳng ai phong anh thì đừng có nhận vớ vẩn. Mình có sao thì đi đúng. Anh chỉ là thầy giáo thôi. Cho nên tôi yêu cả cái đức tính rất là tự trọng ấy của anh. Những người có tư cách chị đâu cần phải ai phong cho mình đâu. Vâng. Thầy giáo Phạm Toàn tại Hà Nội, chị biết mà. Dạ, tôi biết. Người bỏ công ra hướng dẫn các em trong nhóm Cánh Buồm. Người ta ghen với Phạm Toàn, người ta ghen với Vũ Linh đấy. Nhưng mà, thưa chị nói... chị nói chị buồn, chị mất một người thân. Có lẽ chắc chắn nữa, chúng ta tôi sẽ đề cập đến. Nhưng mà thôi, lâu lắm tôi mới được nhận cái tin này. Cho tôi... trong tình người Việt Nam quý mến và trong tình nghệ sĩ, cho tôi gửi lời thân mến thăm thương đến chị nhé. Anh dù sao anh cũng đã nghỉ yên vui rồi, không sao, có một người bạn đời mấy chục năm. Nhưng nếu mình mất một người mình đau thương, mình cảm mến, mình cảm xúc như vậy, mà nói đến cả một dân tộc mất cả một quê hương làm sao mất được, còn đó, nhưng mất cả những niềm tin của mình. Từ một mùa thu năm nào đó, Nguyễn Kim Chi còn trẻ lắm. Một cái mùa thu năm nào đó tôi cũng gần bằng như tuổi với chị, cũng còn trẻ lắm. Qua một quãng đời dài như vậy có gì cần nhắc lại không, thưa nghệ sĩ Kim Chi, thưa chị? Tôi nói quá nhiều kỷ niệm, bây giờ tôi cũng không biết là anh muốn tôi chia sẻ cái điều gì. Tôi nghĩ có những cái điều mình đi qua, tiếng Mỹ nó gọi là regret, tức là mình ân hận, mình tiếc. Ở bên nước Mỹ này có một người làm một cái bài thơ rất là quý mến đối với chị, một hoàn cảnh mới gần đây tôi chắc tôi nhắc chị sẽ biết. Bài thơ như có những câu được nói về chị đó là: ôi đóa sen một cành sen quý, ngạt ngào tỏa hương dâng tặng cho đời. Hương can đảm đã thơm lừng thế kỷ, là lời chối từ khiến đảng chơi vơi. Chị có nhớ cái lời chối từ này, người thi sĩ này người ta nhắc đến là lời chối từ gì không, thưa chị Kim Chi? Dạ, dạ tôi có. Tôi có một lần năm 2013, hội nghệ sĩ điện ảnh có đề nghị tôi làm cái thành tích để mà nhận bằng khen của thủ tướng. Thì lúc đó tôi đã không làm vì tôi thấy rằng là tôi không muốn nhận đấy, tôi từ chối đơn giản vậy thôi.
gì mình thấy mình không thích thì mình không nhận thôi. Câu chuyện thì nó cũng qua rồi. Nhưng mà tôi vẫn thấy là tôi làm đúng anh ạ. Câu tôi mới nói với chị có tiếc vì chị đã làm được không? Chị đã trả lời tôi rồi nhưng mà tôi mới hỏi lại, có tiếc không? Dạ không. Tôi nói với anh là tôi làm đúng mà. Thì tôi nói chị trả lời tôi rồi. Đúng thì làm sao mà mình tiếc được à? Chứ là có gì mà phải tiếc. Chả có gì phải tiếc cả. Một mảnh giấy nộm. Dạ. Vâng, tôi không tiếc ạ. Và tôi thấy tôi làm đúng. Có một thầy giáo, có một nhà giáo đi. Để cho người ta đừng tra khảo người ta kiếm. Nhà giáo đó là nam hay là nữ? Ở Hà Nội, khu vực Hà Đông, có lần nói với tôi là hơn 70 mùa lá đổ, đảng làm dân tôi khổ. 42 mùa giải phóng, đảng làm dân tôi phòng dế anh ơi. Chị đọc cái câu của ông nhà giáo đó, chị có cảm thấy như vậy không? Chị là một, tôi xin lỗi chị, đã có một lần chị là đảng viên cộng sản. 42 mùa giải phóng, đảng làm dân tôi phòng dế anh ơi. Có đúng không thưa nghị sĩ Kim Chi? Vâng, tôi nghĩ rằng cái hiện nay thì đúng là đảng cộng sản Việt Nam đó đã làm mất lòng tin của mọi người quá nhiều, là vì là đảng không muốn cho ai có những cái đảng nào khác nữa mà chỉ muốn một đảng. Cái điều đó nó chứng tỏ rằng là nó thiếu cái nhân quyền dân chủ, thiếu cái sự bình đẳng. Cho nên là khi một đảng cầm quyền mà không được lòng dân thì rất là khó lãnh đạo. Cho nên bản thân tôi cũng rất là thất vọng. Và tôi cũng không còn tự hào là mình là đảng viên đảng cộng sản. Mà vì, và tôi tiếc, rất là tiếc là đáng lẽ ra thì đã có nhiều đảng để cạnh tranh, thì sẽ làm cho đất nước nó thay đổi, nó tốt hơn. Còn một độc đảng thì không bao giờ có ai kiểm soát được. Thì cái điều đó rất là không có lợi. Trong cuộc đời chị đi qua, tôi đi qua, chúng ta học được một điều là đừng đặt tất cả niềm tin vào một ai đó. Hãy giữ lại một chút cho riêng mình. Để ngay cả khi mất niềm tin vào người mình yêu thương nhất, ta vẫn còn bản thân mình để tin. Chị có đồng ý với tôi về điều suy nghĩ này không? Dạ đúng ạ. Ý nghĩ đó hay. Tôi nghĩ thế, chắc tất cả cái gì cũng có thể hết. Mà cuộc đời nó vậy mà, nó cũng không có một cái gì tuyệt đối cả, tương đối hết thôi. Cho nên tôi thích cái thứ tương đối. Tôi phát biểu như vậy là tôi nhìn thấy, tôi xin phép chị, tôi nhìn thấy lòng của chị đấy. Qua sự qua sự hành xử của những điều, có những điều trong đời chúng ta không bao giờ ân hận. Có những điều trong đời chúng ta ân hận cả đời. Thế chị, con người hầu như luôn luôn tìm kiếm niềm tin của mình không phải trên cơ sở của minh chứng, mà trên cơ sở của điều họ bị cảm thấy bị thu hút. Có điều này có đúng với Kim Chi không? Có đúng với Kim Chi không? Dạ. Trên Quỳnh Minh, tôi có một cái tuổi trẻ mà rất nổi yêu nước một cách nồng nàn, cháy bỏng và sẵn sàng dấn thân thân. Vì tôi nghĩ rằng đó là mình đi theo một cái lý tưởng rất là đẹp. Tôi hy vọng là mình dấn thân cái tuổi trẻ của mình, sau này thì đất nước nó sẽ đổi thay và cuộc sống nó sẽ rất là tốt đẹp. Và mình đúng là dành cả một cái cuộc đời để đi theo một cái lý tưởng. Cho nên sau này có lúc hai vợ chồng cứ nằm nói chuyện vui với nhau, ảnh bảo em mà lý tưởng tức là tưởng có lý. Rồi tôi khóc phía sau đó, tôi đâu buồn cười với tôi, cười trong một cái sự rất là buồn. Tôi có hai người bạn thân đều đã quá vãng cả rồi. Chị biết cụ luật sư Trần Lâm không? Dạ vâng.
Chị biết nghe thôi chứ tôi không có tiếp xúc. Chị biết đại tá công an Lê Hồng Hà không? Vâng, tôi cũng có biết, nhưng mà tôi cũng không có được tiếp xúc. Cả hai vị này nếu nói về tuổi đời thì đáng bậc sinh thành của tôi với chị. Cả hai vị này, một ông là chánh án của tòa án tối cao nhân dân tại Hà Nội, một ông là đại tá chánh văn phòng Bộ Công an, đều nói là mình bị lừa, mình bị lừa ông Minh ạ. Đau thế là cùng. Có một người đàn bà rất là can đảm nữa. Chắc là chị biết cụ bà Lê Hiền Đức rồi, nhưng mà tôi không nhắc đến cụ là vì tuần trước cụ mới lên chương trình, hay tuần trước nữa cụ mới lên chương trình Từ Cánh Đồng Mấy. Có một người đàn bà ở trong miền Nam đấy, ở trong miền Nam ấy. Chị có nghe tên chị Đặng Mỹ Dung không? Có nghe tên không? Không nghe, không nghe. Dạ, tôi kia không rõ. Đặng Mỹ Dung là con gái của ông Đặng Quang Minh, mà tên thật là Đặng Văn Quang. Ngày xưa lúc mà mặt trận người ta đập là cái tổ chức Bù Nhìn là mặt trận giải phóng miền Nam. Đặng Văn Quang đã được đưa sang bên Nga làm đại sứ của mặt trận giải phóng miền Nam tại Nga. Đã viết lại một câu chuyện đời tư của Đặng Mỹ Dung. Mỹ Dung cũng bằng có tuổi chị với tôi. Bác Đặng Quang Minh thì tôi biết, tôi bác cái tập kết cho bác. Đúng rồi. Và tôi có từng đến nhà bác chơi ăn cơm, bác thấy quý tôi lắm. Biết rồi. Và bác thấy có người con trai hình như anh tên Khôi. Là đi lính không quân. Đi lính không quân của miền Nam. Là giặc nái của miền Nam. Giặc nái. Câu chuyện là câu chuyện ngàn giọt lệ rơi, đọc rơi nước mắt chị ạ. Tôi không biết là đã có bao giờ nữ nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi có trăm giọt lệ rơi không? Tôi nghĩ có đấy, có đấy. Phần nào phản ảnh cuộc đời của ông Đặng Quang Minh hay Đặng Văn Quang, ngoại trưởng của cái tổ chức mặt trận giải phóng miền Nam, chị đã có được gặp. Vâng. Ông không được thông minh như chị đâu. Ông được khôn chứ không được khôn như chị đâu. Dĩ nhiên người chết không phản biện, nhưng mà tôi cũng chẳng nói gì để cho ông phản biện. Đây là cô Đặng Mỹ Dung rất là thân với tôi, nhưng mà sự thật thì nếu ông khôn ra thì ông đã ở lại lại sứ tự do này rồi. Nhắc về sứ tự do, chị đã có một lần tôi nói chị đi ngang qua tiểu bang này, Texas này, đã có lần chị đến sứ Hoa Kỳ này, nói cho nó vui, người ta ngày xưa nói là chị cái gì à, đánh Mỹ cứu nước mà. thế giờ đến Mỹ này có vui không? Lâu rồi, đã mấy năm rồi phải không? Tôi không được gặp chị, tiếc quá, xa, có liên lạc mà không được gặp. Có điều gì vui nhắc, cần nhắc lại khi chị đến sứ Hoa Kỳ này, thưa chị Kim Chi. Chị nghe được tôi không? Dạ thưa chị Kim Chi ạ. Chị nghe được tôi không? Thưa chị Kim Chi. Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị, chúng tôi bị mất đường dây với nữ nghệ sĩ Kim Chi. Anh Quốc Di sẽ nối lại đường dây cho chúng tôi nên là có buổi nói chuyện với nữ nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi tại Sài Gòn. Thank you.
Dạ vâng, Quốc Duy và cũng như là nghệ sĩ Phan Đình Minh xin được cáo lỗi cùng với quý vị vì một xíu trục trặc nhỏ nhỏ, nên cô Trịnh Kim Chi đã bị mất sóng. Và bây giờ Quốc Duy và chú Phan Đình Minh đã kết nối lại được với cô và xin mời chú trở lại với chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Thưa chị Kim Chi, nghe được tôi không? Dạ có, hơi khó nhưng mà được ạ. Mình cứ nói nha. Dạ. Tôi mình cứ nói, có nghĩa là mình tự do mình nói mà. Nhưng mà có nhiều người ta không không cho chị nói, nhưng mà thôi không sao, mình cứ nói đã. Tôi đang hỏi với chị là đã có một thời gian cách đây 1-2-3 năm gì đó chị đến thăm xứ Hoa Kỳ này, có cái cảm nghĩ gì sau một thời gian đã nằm vào một phần nào đó trong kho của trái tim mình rồi, nhưng mà nó nằm ở đó. Sự khác biệt giữa Việt Nam tự do và Việt Nam Hoa Kỳ có điều gì khác biệt? Việt Nam tự do tức là nơi chị đang ở này thời trước ấy, bây giờ Sài Gòn chị đang ở không biết là còn tự do hay không, chắc chắn là không có rồi. Nhưng mà cái chuyến thăm Hoa Kỳ nó có mang lại một cái điều gì xúc ẩn ở trong trong chị hay không, thưa nghệ sĩ Kim Chi? Dạ thưa anh Phan Đình Minh, là tôi đã sang Hoa Kỳ 2 lần, và lần thứ nhất là năm 2014, do các vị dân biểu Hoa Kỳ mời, là từ tháng 4 cho mãi đến tháng 7 thì tôi mới trở về Việt Nam. Tôi làm việc 1 tháng và 2 tháng thì đi chơi với học trò với gia đình. Thì em tôi ở bên đấy, má tôi bên đấy, nhưng mà bây giờ mấy người đó vừa mới chết hết rồi. Thế mà họ hàng tôi thì còn đông lắm, họ hàng bên ngoại. Đến lại năm 2016 thì tôi lại sang với các học trò tôi, thì đây là cái dịp mà để tôi gặp được bà con họ hàng bên ngoại, đông lắm, mấy trăm người luôn á. Những cái đập mà tôi lại gặp trong một cái dịp nó xui nhưng lại hên, tức là xui là cái đám tang của một bà dì tôi, nhưng mà hên là tôi gặp được rất là đông mọi người. Và mừng là khi mọi người gặp tôi thì tỏ ra rất là yêu thương, điều đó làm tôi hạnh phúc. Thì tôi có suy nghĩ nhiều chứ, tôi sang bên đó tôi thấy là đất nước Mỹ mà khiến cho tôi thích là họ rất là tự do, và ở mức độ nào đó thì tôi thấy là một cái đất nước mà có nhiều sắc tộc mà như thế là bình đẳng, người da màu tự do đi trong metro, ca hát nói chuyện ầm ĩ nằm cả ngoài vườn hoa, rồi thì môi trường thì rất là sạch, và người ta chim chóc rồi kia thỏ của con sóc ấy, nó cứ nhảy theo mình đi trên đường ấy, chả ai hại nó, cho nên là nó thoải mái lắm. Mà tôi thấy như vậy tôi nghĩ ngay, chúng mày may quá, chúng mày ở đây chứ chúng mày ở Việt Nam là thôi rồi, siêu đời hết rồi, nó vào cái chỗ nhậu hết rồi. Thì cái người Việt Nam nó ăn tạp lắm, nó thấy con gì cũng bạch cũng ăn, cho nên cái điều đó làm tôi buồn lắm. Tại vì tôi cũng rất là yêu cái những con vật nhỏ nhoi như thế mà lấy làm thích thú, cho nên tôi thấy tôi hay nghĩ hay là hoa là đầy hai bên đường. Nhưng mà ngắm tôi, mọi người cũng nói với tôi là chỉ cần thọ tay vặt một cái thì sẽ nít ngay đấy, thậm chí là bị phạt ngay bởi vì cái hành vi đó. Thì tôi nghĩ là những đấy, người ta rất thoải mái, rất tự do, nhưng cũng đạo luật rất là đàng hoàng đâu đấy. Và cái tôi thích nữa là tôi đi đường phố tôi không có thấy cảnh sát đâu hết á, nhưng mà khi có sự cố thì mấy phút sau là đã thấy họ đến đây hết rồi. Đấy, và không biết là lần trước tôi có kể cho anh Minh nghe chưa, một cái ấn tượng mà tôi nhớ mãi, em tôi nó kể lại, tôi có viết trên Facebook tôi kể đó, là má tôi đó về bà đến lúc 90 tuổi đó, 95 thì bà bắt đầu lẫn, và khóa của Mỹ thì khi mà anh ra ngoài mà không có khóa thì trở vào không được. Thì đêm má tôi cứ nhớ nhà, nhớ con cháu gì đó, cứ bỏ ra ngoài đi lang thang. Và như thế là sau này em tôi nó mới nói là hóa ra là bà làm như thế rất là nhiều lần rồi, nhưng mà bà cửa nó không bị dập rồi bà quay về được. Nhưng mà lần đó thì bà đi lang thang nó không biết, đến 2 giờ sáng thì nó thấy đèn chiếu vào nhà đập cửa rầm kêu, thì
nó chạy ra. Thì cảnh sát hỏi nhà mày có mất bà cụ nào không? Thì nó giật mình, nó lên phòng thì má tôi mất thật, không thấy. Thì hai chồng nó ra mới cuốn cuồng lên xác nhận là có. Thì họ bế má tôi vô trả. Và họ nói họ đi chính cái nhà châu Á rồi họ mới tìm thấy cái nhà này để họ trả má tôi. Thì tôi nghĩ ngay trời ơi, một cái bà cụ châu Á vô tích sự ở hàng tháng người ta còn phát cho 800 đô ăn. Rồi đó là em tôi kể là 600 thì được nhận nhưng mà 200 thì phát thiếu ăn vì sợ là để dành không dám ăn. Thì khi má tôi mà chết đó thì là nhờ có mua bảo hiểm cho nên là nó bảo nếu mà lúc má nằm bệnh viện cho tới khi má chết đó chị ơi là phải cả 100,000 đô. Nhưng mình không tốn gì hết là bởi vì có bảo hiểm. Đấy, tất cả những cái sự tốt đẹp đó thì tôi nghĩ nó là sự thật, chẳng ai tô vẽ được. Đấy, và tôi thỉnh thoảng tôi thấy người ta biểu tình, hay là vừa rồi đó tôi thấy là người ta cũng bày tỏ chính kiến về tổng chưa hài lòng ông tổng mới. Nhưng mà chẳng ai bắt bớ họ, chẳng ai làm gì họ. Nhưng mà ở đây thì đúng là tôi buồn. Là vì tôi đi tưởng niệm thôi, tưởng niệm những người đã hy sinh ở biên giới thôi. Mà tôi cũng bị bắt, bị đưa lên xe, bị đưa đi về Bình Tân cái hôm tháng 2 vừa rồi. Thì tôi nghĩ là cái mà tôi đau buồn nhất là Việt Nam không có nhân quyền, dân chủ. Và môi trường thì đấy, ở môi trường ở Mỹ như thế thì ở đây thì bây giờ nó tan nát hết rồi. Biển thì nó đã nhiễm chất độc và không biết đến bao giờ thì cái chất độc đó nó hết được, vì nó trầm tích hàng 10 năm nữa. Cho nên nghĩ đến cái gì tôi cũng thấy mất mát nhiều quá. Cho nên phải nói thật, tôi là người đa cảm cho nên nghĩ là rất buồn anh Minh ạ. Đem ánh sáng vào bóng tối trong... trong chất độc hèn Việt Nam được như Mỹ như thế thôi. Đem ánh sáng vào bóng tối trong trái tim con người, đó là nghĩa vụ của người nghệ sĩ. Chị nhắc về mẹ chị cho tôi nhớ lại đến Đặng Mỹ Dung nhắc về bố của chị ấy, ngoại trưởng của cái gọi là mặt trận giải phóng miền Nam. Có điều giống nhau đấy, khác nhưng mà giống đấy. Với trường hợp của ông Đặng Quang Minh, ông ấy theo cộng sản. Còn tất cả vợ con ông ấy, từ người lớn tới đến người nhỏ, người con trai còn là người sĩ quan không quân của Việt Nam Cộng Hòa mà. Yeah. Trường hợp của chị, tôi có va chạm đâu thì kệ cho nó va chạm nhé. Chị theo cộng sản, còn mẹ chị và các em của chị đều là ở bên này cả. Ngày chị đi kháng chiến chống Mỹ, chống Mỹ cứu nước ấy, chị có nghe những cái tên là Tòng Thị Phóng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Kim Tiến gì không? Có nghe những cái tên này không? Dạ, cho tôi lúc đó ở rừng tôi không biết các bà ghé đâu. Bây giờ thì tôi mới thấy các chị là lãnh đạo chứ. Hồi xưa thì tôi không có cơ hội làm quen. Tòng Thị Phóng, người gì đó? Người dân tộc thì phải. À, người dân tộc thiểu số. Dạ, thưa chị. Nguyễn Thị Kim Ngân là người miền Nam của chị đấy. Bến Tre cái gì đấy, Gò Công Bến Tre gì đấy. Kim Tiến, Kim Tiền gì đó, bà, làm sao mà bà được. Viên chức bộ trưởng bộ y tế bán thuốc chuột gì đó cho con người ta uống. Lúc chị đi cầm súng AK đó, những người này ở đâu mà sao bây giờ nó leo lên cao thế? Khốn nạn thế là cùng. Có một điều nữa, tôi nghĩ có lúc tôi nghĩ là chị muốn khóc nhưng nỗi buồn thật ngu xuẩn. Có những lúc tôi nghĩ là Chỉ có muốn có niềm tin, nhưng niềm tin bây giờ là nghĩa địa rồi. Cách đây
cách đây 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ngày, 10 ngày gì đó. Tuy rằng chị không theo dõi nhưng mà chị ở trong Việt Nam thì không theo dõi được. Không theo dõi nó cũng đăng lên trên 7, 8, 900 cơ quan truyền thông của Đảng mà. Có cái Đại hội Trung ương kỳ 6 gì đó. Có cái Đại hội Trung ương kỳ 6 gì đó. Có gì lạ không? Nhưng mà tôi thưa với chị như thế này này. Có đại hội gì nào gì chăng nữa ấy, có đại hội gì và đại hội nào chăng nữa ấy. Chỉ khi nào Đảng Cộng sản lãnh đạo hôm nay nhận trách nhiệm về mình, họ mới biết được đâu là niềm, đâu là điều mình cần rèn luyện thêm, đâu là điểm mạnh cần phát huy. Một khi Đảng vẫn còn cố đổ trách nhiệm cho người khác, cho Mỹ, cho Ngụy thì hoàn toàn, thì hoàn cảnh, thì Đảng không chẳng thể bước được một chỗ nào khác ngoài chỗ đứng hiện tại. Chị vừa mới phát biểu rồi nhưng mà chị có đồng ý với điều tôi mới suy nghĩ không, thưa chị Kim Chi? Vâng, tôi có cái điều mà tôi thấy là hiện nay đối với tôi là tôi đau buồn nhất ấy, là những người thật sự là quan tâm đến vận mạng của đất nước và hết lòng nghĩa là muốn lên tiếng nói để góp phần làm thay đổi tốt đẹp hơn thì người ta lại dán cho một cái nhãn mác là phản động. Tôi vẫn nhớ là năm ngoái tôi ở Hà Nội đó, lúc nào công an khu vực và công an quận cũng canh chừng tôi. Và mỗi một cái bước đi, mỗi một lần có những cái cuộc biểu tình tưởng niệm tôi đi là họ đều đuổi theo. Thậm chí có lúc là canh tôi 24/24 luôn đó. Khi mà Obama sang Việt Nam thì tôi bị canh trước đó 3-4 ngày và sau đó mấy ngày nữa khi ông mới vào Sài Gòn. Tôi rất là buồn, tôi không hiểu tại sao lại người ta coi tôi là như một cái thứ gì là nguy hiểm như vậy, mà trong khi tự tôi thấy thật sự là tôi là người rất là lành, rất là hiền. Tôi không hình như là trong cuộc đời tôi nếu mà nói là gây lộn, cãi lộn này kia chắc cũng không biết luôn á, thật vậy đó. Có thể tôi diễn những cái vai phản diện thì người ta thấy rất là ghê, nhưng mà trong cuộc đời là có lẽ không ai thấy tôi trong cái cảnh đó bao giờ, bị người bản thân tôi kiềm chế được cái cảm xúc của mình, những cái cảm xúc xấu. Thế mà người ta coi tôi như là một cái kẻ nguy hiểm thì tôi không hiểu được. Tôi rất là buồn. Đó, tôi thật sự là tôi thấy đau buồn bởi vì người ta đánh tráo khái niệm. Để cho những người mà không có thông tin đó, người ta rất là nghi ngại tôi. Nhưng mà thật sự tôi cũng nói để anh Bình Huỳnh Linh biết là khi tôi sống ở đâu thật sự và người ta tiếp xúc với tôi thì tất cả những cái điều đó trở thành những cái điều người ta tuyên truyền về tôi đó thì sẽ bị bóc mẻ hết và người ta nhận ra tôi là đã chính cái nơi tôi ở vừa rồi tôi về đi đó. Có những cô gái đã nói rằng người ta đến đây phổ biến với chứng cáo cô thế này thế kia, nhưng mà suốt những tháng vừa qua cô ở đây chứng cáo rất là yêu quý cô, thấy cô rất là hiền lành. Tôi nghĩ đó là một phần thưởng đối với tôi. Bởi vì thật sự mà nói có nhiều người người ta cũng hiểu biết lắm nhưng người ta sợ thôi. Chứ còn thì không có đánh lừa ai dễ dàng được mãi đâu. Thì tôi nghĩ như thế cho nên là tôi vẫn cứ vững tin cái điều mình làm. Và tất nhiên là tôi làm theo cách của tôi với một cái thái độ rất là cương quyết nhưng cũng rất ôn hòa. Không phải một mình chị đâu. Không phải một mình chị đâu. Đua tranh và ghen ghét đó là chỉ dành cho súc vật. Dành cho súc vật chứ đâu phải là nghệ sĩ. Chị biết ngay tại Hà Nội, Đại tá Công an Nguyễn Đăng Quang, Đại tá Quân đội Nhân dân Đỗ Văn Tuyến gì đó, tôi quên mất rồi. Không phải họ, ông Đại tá Tuyến. Tôi quên họ. Thiếu tướng Nguyễn Trạch vừa Trọng Vĩnh, con gái... là chúng ta tất cả những người anh kể ra đều là những bạn thân của tôi. Đà. Họ là những người rất tử tế, rất đáng kính trọng. Chị Nguyên Bình, anh Đăng Quang là những người mà tôi sống ở Hà Nội gần như là họ cũng thường xuyên đến nhà tôi ăn cơm. Đó là những người bạn mà tôi rất kính trọng. Đó là những người thực sự là những người tri thức và đó là những người có trách nhiệm với đất nước mà tôi luôn ngưỡng mộ và biết ơn họ. Những người ưu tú chị vừa mới nói cũng là những người ưu tú, người bạn của chương trình Từ Cánh Đồng Mây này. Những người ưu tú như chị, nghệ sĩ ưu tú
còn được chứ. Thủ tướng muốn ban khen mà còn bị như vậy, mà còn bị chù đạp, mà còn bị hành hạ như vậy, thì nói chi đến những người dân, thưa chị, buôn thúng bán mẹt. Chị đến Hoa Kỳ này, ngày thường giờ đi làm này, bây giờ đi làm này, giờ này, ngày thường 9 giờ này, chị không thấy một đứa trẻ nào, ngoài đường cả. Nó đi đâu? Nó đi học. Tôi đang thở dài đấy. Chị đi ra bến xe đỏ Hà Nội đi. Những đứa bé làm cái gì bán từ giấy số một đồng, 1, 2 đồng, 2 đồng, 3 đồng. Nó đi đâu? Các ông lớn ngồi uống bia ôm ở trong quán. Cách đây có thể khoảng chừng gần một năm, chỉ có viết là một lần nữa lấy tư cách một người mẹ, xin các anh ngừng tay tội ác. Rất mong các anh cùng đi với nhân dân. Chị có biết tôi đọc cái gì không? Chị có biết lúc nào chị viết cái này không? Can đảm lắm đấy. Phải suy nghĩ nhiều lắm đấy. Tại sao chị viết cái lá thơ cho công an? Tại sao chị viết cái lá thơ như vậy? Chị có biết chị làm cái chuyện đó là chuyện nước đổ đá môn, lá môn không? Tại sao chị làm như vậy? Không, tôi làm như vậy là bởi vì tôi vẫn tin trong mỗi con người vẫn còn có cái tính thiện. Và một khi mà họ suy ngẫm kỹ về những điều tôi nói thì biết đâu đấy. Cuộc sống mà, tôi nếu như tôi nghĩ rằng mọi chuyện tuyệt vọng thì chắc tôi không tranh đấu đâu. Nhưng mà tôi vẫn tin rằng là còn cái ánh sáng ở cuối đường hầm và vẫn còn có những cái trái tim thổn thức. Là vì thật ra đó, khi ngay cả anh em mà những người bắt bớ tụi tôi làm này làm kia đó, ngay họ đó không phải là họ xấu cả đâu. Tôi nhìn như thế, thật lòng mà nói như thế, là họ bị một cái áp lực, và vì miếng cơm manh áo và vì rất là nhiều thứ cho nên họ buộc phải làm. Nhưng mà họ không biết rằng đó, họ tự họ gieo một cái nghiệp xấu cho họ. Trong khi đó thì những người sai khiến họ đó, người ta giàu có lắm và nhiều người đã lót ổ ở Mỹ, ở Canada, ở khắp thế giới rồi. Họ có lâu đài, có biệt thự, có đủ thứ hết. Còn những người đó chỉ là những người thực hiện một cách rất là khốn khổ. Họ làm điều ác vì người ta sai khiến. Cho nên thật lòng tôi đó, tôi là thì cũng thật sự nói với Quỳnh Minh là anh Quỳnh Minh là tôi là Phật tử. Đã mấy chục năm nay tôi quy y rồi. Cho nên Phật dạy là phải thương yêu mọi người. Thật sự là như thế. Cho nên trong lòng tôi không có sự hận thù. Tôi nói như thế chắc có khi bạn khó tin, nhưng mà thật sự như thế. Tại vì tôi nghĩ rằng là do con người lỗi lầm, cho nên con người mới làm điều ác. Và con người không hiểu rằng rồi con người sẽ gieo cái quả xấu, mà gieo nhân nào thì sẽ gặt quả đấy. Tôi vẫn tin vào là luật nhân quả nó sẽ chi phối. Đó, anh gieo cái điều thiện thì anh sẽ gặt cái điều thiện, mà anh gieo ác rồi anh sẽ gặt ác. Nó vấn đề là nó đến sớm hay muộn thôi. Tôi tin mãnh liệt cái điều đó lắm. Cho nên tôi đã viết những dòng như thế gửi công an, mà viết với tất cả cái tình thương, với sự thành tâm thật sự, không phải giao không gì hết. Nhưng mà tôi vẫn hy vọng là sẽ đánh thức được lương tri của những người còn mang giữ tính người. Người ta dùng gương mà, dùng gương, người ta dùng gương để ngắm gương mặt mình. Ta dùng nghệ thuật, có nghĩa là chị dùng nghệ thuật để ngắm tâm hồn mình. Thế chị làm những gì chị có thể làm và cầu nguyện những gì chị không thể làm được. Tất cả chúng ta đều có cuộc sống riêng để theo đuổi, giấc mơ riêng để dệt nên. Và tất cả chúng ta chúng ta đều có sức mạnh để biến ước mơ thành hiện thực.
miễn là chúng ta giữ niềm tin. Chỉ giữ niềm tin đấy. Chỉ giữ niềm tin đấy. Nếu chị và tôi, thưa chị, cũng như tất cả các cơ quan truyền thông đang cho chị và tôi mang chương trình này đi toàn cầu, Đài Sài Gòn, Dallas, 1600 diễn đàn tiếng nói tự do, tất cả các diễn đàn bạn, các đài truyền hình, các đài ở miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, họ để cho tiếng nói của chúng ta đi, vì họ biết rằng nếu không biết cách chia sẻ những tri thức, tư duy dân chủ, chúng ta khó lòng tham gia vào hòa bình lâu dài trong một dòng chảy tri thức, bởi thành viên của các dòng chảy tri thức không chấp nhận những kẻ há miệng trời sung như Đảng Cộng sản bây giờ. Nó có làm cái gì đâu, nó há miệng trời sung mà bây giờ nó làm trời mà. Làm sao chúng ta có thể tiếp tục được đưa ra lựa chọn trước tình hình đất nước và thế giới trong biến chuyển không ngừng này. Chị đang làm những cái điều tốt lành đó đấy. Chị nhắc nhiều đến Phật, tôi cũng nhắc nhiều đến Chúa. Đều tốt lành cả thưa chị, đều tốt lành cả. Ngày mai, nếu còn một ngày nữa, nếu còn một ngày nữa Nguyễn Thị Kim Chi, nghệ sĩ ưu tú, được sống, chị sẽ làm cái gì? Chị sẽ làm cái gì? Tôi hả? Tôi đang hỏi chị đấy. Nếu chị còn một ngày nữa để sống trên hành tinh trái đất này, chị sẽ làm cái gì? Chị sẽ nghĩ cái gì? Tôi vẫn làm những cái như tôi đang làm. Chúng ta đã vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Trước khi chúng ta phải rời làn sóng, tôi dành cho chị một đôi phút nữa. Chị có tâm tình gì về những người... Thứ nhất là những người, mấy trăm người họ hàng thân mến của chị và tất cả những người Việt Nam thương mến, yêu quý nữ nghệ sĩ Kim Chi đang lắng nghe đấy. Chị nói đi, trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình thì chị. Tôi xin gửi đến những người thân yêu họ hàng của tôi và những bè bạn của tôi lời chúc sức khỏe và mong rằng là sớm đến một cái ngày mà đất nước thay đổi để tôi được đón mọi người trở về. Đó là tất cả những cái tình cảm tôi dành cho những người đang ở xa. Thưa chị, Kim Chi có một điều rất buồn cười, hết sức buồn cười, chị biết nhiều hơn tôi nữa. Đó là chế độ độc tài cộng sản nào cũng quả quyết rằng mình luôn đi tìm dân chủ nhân quyền. Có những kẻ đã há mồm đã nói là không có gì quý bằng dân chủ độc lập và tự do cơ mà. Nhưng nó làm điều ngược lại. Đó là tước đi quyền được sống của con người. Tước đi quyền được sống của nhân dân Việt Nam, của người Việt Nam. Mùa thu là mùa thay đổi của thiên nhiên. Của những chuyển mình trong thiên nhiên. Sự thay đổi của thiên nhiên nó có nhiều khi rất gần gũi và thay đổi con người đấy chị. Chị viết lá thơ cho công an. Biết đâu sẽ có sự thay đổi của con người. Chị biết người cộng sản bảo chúng tôi, những người xa quê hương hàng chục năm, hay đối với cá nhân tôi đã hơn một nửa thế kỷ. Họ bảo là bây giờ tiếng mẹ đẻ chứ nhớ chứ không. Nó tuyên truyền như vậy là theo giọng điệu của cộng sản đấy, láo, sai sự thật. Chị biết chị đang nói chuyện với chúng tôi và đi toàn cầu chương trình Từ Cánh Đồng Mây được phát thanh, được truyền âm, truyền hình từ Đài Sài Gòn, Dallas và diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam đã gần 2 thập niên rồi. Đã gần 2 thập niên với các nhân sĩ tri thức Sĩ Phu, cựu chiến binh, dân oan. Hay là với chị ngày hôm nay tất cả chúng ta đều nói hay, nói giỏi. Nói tình tự dân tộc quê hương mà. Chắc chắn không phải như các cơ quan truyền thông của nhà nước không dám xác nhận, không dám loan tin Đảng Cộng sản đang dâng nước dâng biển, ác với dân, hèn với giặc tàu. Thương tên nữ nghệ sĩ Kim Chi, mùa thu nức nở, lòng ta khốn khổ, nghẹn ngào tê tái. Hôm nay ta nhớ những ngày nào xưa, mắt ta rơi lệ,
Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn chị đã thức rất khuya từ Sài Gòn, từ Hà Nội, vẫn đi trở về với miền Nam đẹp của mình. Sài Gòn đẹp lắm, ngày Sài Gòn ơi. Cầu chúc chị nhiều hạnh phúc trong những ngày, dù rằng không có Vũ Linh, nhưng chị cũng có những người rất thân mến với chị từ phía bên đi biển chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Hàng trăm người gia đình thân mến của chị và những người rất thương mến gọi chị ôi đua sen, một cành sen quý. Chúc thị trà thật nhiều sức khỏe, thật nhiều hạnh phúc. Chúng ta gặp lại, chúng ta sẽ gặp lại. Chúng tôi không quên cảm ơn anh Quốc Duy, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn, Đà Lạt 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Vải, anh Hoàng Vinh, hệ thống YouTube, Facebook của Hoàng Vinh và người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nữ nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Kim Chi. Xin chào tạm biệt quý vị. Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý vị thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn quý vị thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được bảo trợ bởi Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn cho mùa thu năm nay. Tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall, thành phố Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan với thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sóng và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng cho đến 2 giờ sáng. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Số điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300. Anh ra đi mang theo. Văn phòng bảo hiểm Lay Insurance, Lay Insurance.